là đơn giản của bên em. Đúng rồi cả nhà á. Rồi qua đây con cháu nó ngủ nhậu hoài rồi, tôi cũng khoái nhậu nữa cả nhà. Bây giờ uống hảo nhiên đây. Miệng có nhậu. Đó. Đã nói vừa nào giờ đi. Lên đầu buổi sáng luôn nha cả nhà. Quá rồi, nghỉ rồi, nghỉ rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đây dễ chưa ơi, chặn ngoài thôi. Này chúng mới giữ nè. Giờ giật chưa ra mà nhấp gì hoài chú hai. Chết chú. Biển luôn. Buổi sáng khá là đẹp trời luôn. Trời rất là im luôn. Quay cho cả nhà xem đủ cá sơ sơ. Chung là muốn sắp vô cá bò nữa rồi cả nhà. Cá bò này là cá bò cám nha. Cá bò gai mà cái loại nhỏ là kêu cá bò cám nè. Quay cho cả nhà xem cận cảnh nè. Nè. Cái nhỏ này cá bò gai mà nó còn nhỏ. Nhìn không? Dày con luôn á. Dữ lắm luôn nè. Đập cha, đập cha. Đục cá sáng cũng bự á. Khoảng tầm cái tầng 2 tấn ngoài luôn á cả nhà. Rất là to luôn. Em quay ở nhà xem cá rô biển nha, rất là bự. Đây. Cá rô biển này có lẽ là chỉ tí nữa anh Hải sẽ bắt nấu ăn. Chung thì ghe này được cái là cá bự thì mình bắt mình ăn sao. Làm khổ thì mình phải ăn những cái món ngon chứ. Nè cả nhà thấy không? Chà bá lửa luôn nè. Nãy là nó còn sống luôn. Nè. Đó. Y còn cá mú nữa. Đó. Quá bự luôn ha. Em sẽ cầm lên nha xem. Sợ nó sống nó nhảy cái xuống biển cái rồi rồi luôn. Hấp cháo ăn luôn. Cầm lên cho nhà xem nó bự cỡ nào nha. Chú Hai này ông đi không biết kìa. Giờ chạy dưới đi. Biết chứ mình chỉ người ta. Ngủ nè. Chỉ rụng mà người ta làm rồi mình nó kéo. Chủ ơi nó làm. Cá thì lộn xộn vậy nè. Anh em mình phải phân loại ra từ loại nha ha. Ba thú này kia.
quay tổng kết buổi sáng cho cả nhà xem nha. Đây cái phần này buổi sáng cũng khá là nhiều á, cái phần cũng cả tắng tắng ngoài luôn nha cả nhà, nhiều lắm, 200 ngoài bọc luôn á. Cá sô nè, cá sô cũng được vài chục kết nha. 6 64 24 cũng gầm 60 kết cá sô nha. Quay sơ lược cho cả nhà xem. Tôm nè, tôm mình hình muối mình bán nha, bán kiếm tiền bỏi cả nhà, không gài bèo bỏi quá trời. Lô họ mua 100 ngàn cái trăm bốn ngàn nè. Yeah. Mua mấy chục cái lô không? Chục cái lô. 3 cá mú. Giờ lại truyền cái phần xuống cho anh em muốn cá luôn. Đó. Chung là mình tới cái công chuyện mình bay là xiết xiết mình nghỉ ngơi sớm nha cả nhà. Là mình phải bay vô đắp nạp vậy đó. Tại cái đá nữa, xong anh em tắm rửa ăn cơm. Cá chả nhồi hủ qua luôn nha. Một món ăn khá là quen thuộc của người dân Việt Nam. Chú Ba nè, sáng nào chú Ba cũng nhậu hết trơn nha. Qua bên đây cả nhà ơi, tôi nói thiệt cả nhà không nhậu là chịu không nổi mấy thằng này. Nó nhằn hoài luôn vậy đó. Buồn phải nhậu cho ra ngoài này thì nhậu vậy. Chơi cho thèm khác chứ chú ạ. Cái thèm khác đâu, tại năn nỉ quá trời mới nhậu không? Hả? Gì chú ạ? Quê quê cũng mực mực giấy. Mực gì chú ạ? Giấy nè. Ta kêu mực giấy. Vào. Ừ. Kêu mực cái rồi kêu mực giấy. Nè vô nè. Mực kè nha. Cái kìa nha cả nhà. Ăn nè. Bỏ hoài đi. Thôi hậu nhiên cũng xiên lắm mà Hiếu. Luộc cá không dám làm nước chấm luôn mà. Cũng xiên xi cũng đỡ lắm mà. Nãy là chặn đá là chặn gà. Đen hả chú ba? Còn gà thì bị bánh chấm nữa. Đen mà nói đen không? Vậy anh nhiên rồi đó. Thank you.
nặng lẹo rồi. Thấy được mày vậy chứ dữ lắm đó. Chú ba dở rồi chú ba. Không có biết bẻ cổ nữa mà. Tối chiều nay không có ngủ nghe, ra ngoài góc lái cho Hiếu chạy bẻ cổ nha. Quá trời ơi, cái cảo rồi. Quá ngát rồi, cho Hiếu làm khô luôn. Quá ngát rồi, đổi nhà luôn. Im. Giải cạp này thấy hơi bị thất thu như cái nhà. Thấy không có mực gì trơn á. Còn thấy mấy cối không à. Nè dưới này nè. Không thấy mực luôn. Mấy con à. Này lại chú ba bư ra kiếm hai mã chơi. Phải không chú ba? Không tích nhỏ nhỏ không mà quái gạch thôi. Gạch tốt tốt chứ mà. Cái bò cũng đỡ quá trời nè. Cái bò lây gai, cái bò da lây gai cũng đỡ khổ. Đừng có ngát đâm nha chú bay. Đây nguyên cái hường bự cho bá luôn. Đục này quá sập luôn mà không có coi mã nè chứ. Cá hường nghe nhà, hường đếm nè. Đang con nè. Đang con. Thấy cái hường như bạn không ngon coi. Nãy giờ mấy anh em mình đã lựa cái vô kết vô bọc xong rồi nha. Chuẩn bị muối cá xuống hầm luôn, giá này cũng ít cá nha cả nhà. Mực cũng ít luôn, nói chung là giá này rất là bèo luôn. Được có mấy ký lô mực thước nè. Mấy ký mực lá nữa nè. Đây cái mực cá bò da nè, ba bọc cá bò da nữa nha. Mực tột với mực nang thì cũng được mười mấy 20 ký. Cá sô thì cũng được mười mấy kết. Cá phân thì vài chục bọc. Đó. Tổng kết một giá cào. Vô mực khô luôn nha. Bây giờ vô mấy cái bọc nhỏ nhỏ, giờ mình sẽ dồn về một cái cây bự. Để mình muối xuống cho nó lạnh nha, để cho mực nó không bị đỏ cả nhà. Cả nhà nhìn thấy mực khô vàng ẻo thế này không? Nè nó đẹp rồi chứ ba. Này hơi khô, này hơi khô rồi. Tướng xíu nữa thì đỡ nữa. Này hơi khô xíu nữa nha. Mực này một loại mực nhỏ một đồng tiền. Đây. Vô được rồi mấy cây. Ý này còn nó gì chạy? Mày vô đủ không? Đó đâu? Đó rồi chào bọc luôn. Mày tầm 200 ngoài ký mực nha. Ăn cơm chiều thôi. Hồi chiên hộp chả giò hai chú cháu mình nhậu ha. À cái đó được đó. Được không? Được. Thôi tối à. Qua cá nướng nhậu được chứ hộp chả giò.
Hai cháu mình sương sương uống cả lít rồi giả sao mình bỏ giả ha. Rồi rồi rồi, giả sao ngủ luôn ha. Ừ. Rồi, rồi à. Bỏ giả là nhập nhậu. Thôi ra phải có lý dân đèo nhậu mới được. Lý dân đèo nhậu được ha. Ờ, à, cho nó bỏ giả rồi trời. Đó, qua cho cục đó, bộ cục chết đóng rồi đó kìa. Quậy cái màu hết luôn ra ai không? Chú ba này nha. Phải đâu lộn rồi cả nhà ơi. Trong tình hình đang ổn rồi. Sao rồi? Đồ đạc ở đâu? Chú ba đeo đồ đạc ở đó. Đường ốc kìa. Xả luôn chú ba. Thế tình hình đang ổn rồi nghe anh em. Tình hình thấy cũng kỹ lắm rồi đó. Tình hình lấy miếng phiếu trắng về nè. Còn nó mang cái vàng ngon kìa hả? Sao thấy qua đây luôn chàng. Vậy lấy mạnh ai đang ngủ hả?
đục cá buổi tối. Tôi còn một thước rồi. Chuồng đục cá hôm nay nó không được thuận lợi cả nhà, thấy cát quá trời. Ở trên thì hơi sạch sạch mà ở dưới quá trời bánh men với cát đen à. Cá to rồi. Cá ảo. Cá bò da. Như này thì cá liệt nha, cá phân thì cá liệt. Xương nhỏ này nè, cá phần trắng. Cơn mưa bất chợt xuất hiện, giờ anh em mình phải dầm mưa để mà lựa cá nha cả nhà. Tính trước là bước hôm qua nè. Cơn mưa trời đã tạnh. Ký 50 ngàn á. Nào trả về ký cho mấy nè. Nhỏ hơn hả? Chứ ba bắt nhỏ hơn này. Tính trả mà đâu tính con mà tính nhỏ đâu. Chú ba không tính vàng ra non nữa mà ông không có kịp ta. Tính nào trả về khỏi căng luôn. Giờ rửa cá mình vô kết nữa, mình muối xuống hầm nữa nha. Giá này cũng 20 ngoài kết cá xô. Mấy giá? Mấy vậy? Nhức đầu quá.
nha. Em có nhậu nào giờ gì mà. Luộc chứ bay. À, bữa nay mình làm hết canh luôn á. Hôm nay có khai lên giáp với lại Hậu Nhiên. Với lại ấy mày gì Quỳnh mày? Lý Quỳnh. Hay là Mạnh Quỳnh. Cái gì? Mạnh Quỳnh hay là Mạnh Quỳnh á đi. Để gặp đi đem tôi giúp nữa rồi. Hay là Quỳnh gì Quỳnh Dũng Sổ. À, đi mời cả nhà nha Minh Hiếu. Đi đây con. Xin mời cả nhà á. Qua đây con cháu nó ngủ nhậu hoài rồi, tôi cũng khoái nhậu với cả nhà. Bây giờ uống Hậu Nhiên đây. Biển không có nhậu. Đó. Đã nói vừa nào giờ đi biển không có nhậu mà. Thì bờ có nhậu. Giờ không uống gì mày, không có nước uống không được. Để đây dùng bay vô làm nước cho. Uống mà uống. Gì nữa trời. Uống đâu. Hai người uống đi. Lao đi chợ. Em thì em ăn mì cái nhà, ăn mì với cá mú nha. Nói chung là đêm khuya trên biển. Đúng chưa? Đúng rồi, nước chanh nè. Đây. Ủa, cái bò quá ngon vậy. Cá mú cả nhà thấy không? Trắng tư luôn nè. Chấm vô miếng muối ớt chanh nghe nè. Tới cực kỳ luôn á. Đó. Em xin mời cả nhà luôn nè. Trời ơi, ngon. Rất là ngon luôn. Đêm khuya. Trời ơi. Cả nhà coi là nhà nhất lưng mà ghẹ gạch về không cũng ráng ăn miếng cả nhà. Mình với anh em mình ăn dạ. Nha, con tôm để mà sống qua đêm nha. Bên cá dòng hoài giờ dòng tôm hoài giờ. Ba đi nữ ra hoài ba. Dạ. Mà cả nhà con tôm để qua lụm không để đâu. Để nè. Mình ăn chung là mình ăn cũng từ từ chứ không phải ăn nhiều quá. Từ từ dữ. Thấy mình con rồi. Này. Tôi luôn anh thấy. Anh nói nhậu bởi vì nó. Ai nói nhậu mà tiếu chứ chạy. Con cháu luôn. Để em ăn cơm mì cái chơi. Để nó bị nở hết trơn à. Nói chung là em phải ăn ba cái đậu bắp ăn sống nè, ăn rất là giòn luôn nha. Nào. Giống như món chanh rất là ngon. Quá đã. Ừ. Thôi cũng xong một buổi tối rồi nha. Nhưng mà hôm nay cũng quay hết một ngày làm việc của mấy anh em trên biển hôm nay. Giờ này còn chú Ba với anh Quỳnh ngồi sương sương à. Mấy anh em kia không ai chịu sương sương hết trơn á. Nhưng mà mấy anh em kia thì thủ giờ làm á cả nhà. Đi ghế lên Quỳnh ngồi lại. Với lại Mạnh Quỳnh ngồi. Chú Ba đi ghế ngồi chứ khỏe. Cũng làm chuyện thực sĩ nghĩ là cả nhà. Chứ cũng đâu có. Ủa cái chai rượu này uống hôm qua phải không ta hay là bữa nay? Qua đến nay à. Nè, nghe thấy không? Có cái chai rượu mà hai ba bữa mà uống chưa hết nữa đó. Chung là bữa cơm mấy anh em uống người vài ly à. Uống rượu cho ngon. Uống rượu cho ngon chứ đâu có phải uống say đâu cả nhà. Bớt nhức mỏi nữa chứ bà. Cho tan có bầm ha. Không việc làm. Quá lý tưởng. Chung là được cái ở trên biển thì mình nhậu rồi mình có đồ ăn đầy đủ nó cũng không mất sức nha chú Ba. Đúng rồi. Đứng ở nhà kiểu như là ăn không có đủ đồ rồi kia mà nhậu rồi mệt lắm. Còn mình nhậu rồi mình chịu mà ăn cơm với ăn đồ nó khỏe. Thì cả nhà đó cá bò thịt trắng tươi là cả nhà thấy không? Cái này mà ở nhà mà có rau sống này kia nọ mình luộc lên sơ hoặc là hấp đem ra là cả là con cá bò vừa rau nữa là rất ngon miệng luôn. Gói bún rồi hả chú Ba? Đúng rồi. Rau sống rồi bún rồi ha, nó chán rồi vô. Còn mà này thì không có rau ráo chân cả nhà. Để chấm muối chanh với lại giống như cá bò luộc vậy thôi. Nói vậy cũng đạm bạc quá ngày. Ghẹ nè. Nói chung mấy con ghẹ này hiện ghẹ ngọt á mình cũng bán không có được nhiều chứ nên có luộc ăn nha. Muối lâu quá người ta cũng có mua nha cả nhà. Để đánh lâu lâu mới bán một lần. Vài bữa bán
chứ ghẹ này là toàn là ghẹ chắc không á, chứ không phải là mang ghẹ bỏ nha, tại vì nó ngọt mà mình bán không có được. Nếu mà sống thì mình gọng sống mình bán ghẹ chắc không á. Giờ này chắc là em cũng xin kết thúc video để mà vô trong nghỉ ngơi cả nhà. Hôm nay cũng quay nguyên một ngày cũng khá là nhiều rồi. Chúng em cũng xin chào cả nhà luôn nha, hẹn gặp lại cả nhà những video lần sau. Chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui cuộc sống luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video luôn nha. Nói về cho chú ba với anh Quỳnh sương sương.